ai cũng từng ít nhất một lần ước mơ về một cuộc sống hoàn hảo cho chính mình và gia đình thân yêu. Ai trong chúng ta cũng đều kiếm tìm nơi cho ta cuộc sống tốt đẹp hơn để cùng nhau chia sẻ yêu thương hạnh phúc. Jamila, dự án bất động sản mới nhất của chủ đầu tư Khang Điền tại quận 9 là biểu trưng của một không gian sống đẹp với vị trí đắc địa, hiện hữu ngay mặt tiền đường song hành với cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Dây. Được bao bọc bởi hai mặt kênh rạch xanh mát, Jamila có kết nối giao thông thuận tiện về quận 1, quận 2, sang quận 7, khu đô thị Phú Mỹ Hưng và các vùng lân cận chỉ trong vài phút. Jamila mang phong cách của khu dân cư Singapore hiện đại, được tạo nên bởi tâm huyết của chủ đầu tư Khang Điền và sự sáng tạo tinh tế của các kiến trúc sư tài hoa, mang đến một không gian sống xanh, tiện ích đa dạng, an ninh 24/7 và pháp lý minh bạch. Trải nghiệm một phong cách sống hiện đại và tiện nghi với các tiện ích nội ngoại khu hoàn hảo cho cuộc sống năng động. Tận hưởng một không gian sống hòa mình cùng thiên nhiên xanh mát với thiết kế hiện đại sang trọng, phù hợp với những gia đình trẻ. Cùng gia nhập một cộng đồng văn minh tri thức, nơi tạo dựng nền tảng cho tương lai phát triển. Jamila, nơi yêu thương lan tỏa, nơi hạnh phúc sẻ chia, nơi tương lai chắp cánh. Jamila, sự lựa chọn hoàn hảo cho cuộc sống tốt đẹp hơn. Jamila, dự án bất động sản mới nhất của chủ đầu tư Khang Điền. Khang Điền, nơi đặt niềm tin, nơi xây tổ ấm.